Dạ em xin kính chào cô chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai vàng ha. Mấy cái vàng này mai vàng mini nha anh chị. Đó, cũng đâm chồi kéo sẹo nhóc hết trơn anh chị. Này mai vườn ha. Có một số cây mai giảo nữa. Mã số 260 này bán cặp ha. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 35. Chiều cao 35. Đường kính bầu 16. Này để giá hữu nghị cho cô chú anh chị lên chơi luôn. Cặp này chỉ 350.000 thôi, bao ship luôn. 260. Rồi tiếp theo 261. Này cặp này mai giảo nè. Kéo sẹo nè anh chị. Kéo quá trời cái đầu hết trơn. Quanh 12. Chiều cao 44. Đường kính bầu 15. Rồi để rẻ anh chị 250 thôi. Để rẻ luôn nha anh chị, 250.000 mà bao ship luôn. Này anh chị về chơi mới biết chơi á, mình tập ghép này kia đồng chơi nè. Chị coi nó kéo nè. 262. 262. Cặp này đẹp lắm nha chị. Già cây. Quanh 14. Chiều cao 35. Đường kính bầu 16. Rồi 262 cặp này 300.000 chị, bao ship tặng nhà. Cặp này quái nè. 263. 263. Cao 24. Đường kính bầu 18. Rồi cặp này 250 luôn chị ơi, bao ship. Số 263. 263. 264. Nè nhú chồi lại nè anh chị, nhú chồi nó kéo xeo nè. Cái mai này dễ sống lắm nha anh chị. Quanh 13. Chiều cao 49. Đường kính bầu 20. Cặp này lắc lượng ha, 300.000 chị ơi. 264. 264. 265. Con này cổ bự quá. Này là thú. Này cổ bành chị đá. Này để hữu nghị chị chơi luôn, bao rẻ luôn. Quanh 12. Chiều cao 52. Đường kính bầu 14. 265. Rồi cặp này 300.000 thôi chị, bao ship luôn. 266. Cặp này mai giảo lắc lượng. Này nó có cái thẹp chỗ này miếng. Quanh 10. Chiều cao 62. Đường kính bầu 16. Rồi cặp này giao lưu anh chị 250 rồi, để rẻ luôn. 266. 267, 4 cây luôn anh chị ơi. 4 cây mai giảo nha chị, mấy cây là nhỏ nhỏ mà cong cong là giảo hạt không đó. Để ghê ghẻ anh chị chơi ha. 267. Này em đo một cây thôi nha anh chị. Quanh 10. Chiều cao 69. Rồi để rẻ anh chị 267, 4 cây này 300.000 thôi, bao ship luôn. Đó, để hữu nghị cho mình chơi luôn nha anh chị. 268. Cây này thú cũng đẹp lắm nè anh chị. Bốn cây đẹp đẹp, khá đẹp nha chị. Quanh 9. Chiều cao 30. Rồi 268 này, bốn cây này để rẻ chị là 350 thôi. Đó, chưa tới 100.000 cây nữa. 350 bao ship luôn. Nói chung là em để hữu nghị cho mình chơi nha chị. 269. 269. Bốn cây luôn. Có đẹp có xấu nha chị. Đó, này chung mỗi này mấy tập chơi anh về anh chị tập ghép đồ ha. Bao rẻ luôn. Bán còn bao ship nữa. Quanh 10. Chiều cao 24. Đường kính bầu 15. Rồi để rẻ anh chị cũng là 350 thôi. 269. 269 4 cây luôn. Còn mấy cây nữa giảm chị cho anh chị chơi. Cây này cũ quá trời bự luôn nè. 270. 270. Quanh 13. Chiều cao 20. Đường kính bầu 20.
Rồi 4 cây này cũng 350 rồi anh chị ơi. Mã số 270. 270. 271. 271. Giá hữu nghị cho mình luôn. Đang kéo sẹo lên luôn nè. Hoành chính, chiều cao 20, đường kính bầu 15. Rồi 4 cây này cũng 350 đó, để rẻ anh chị chơi luôn. Mã số 271. 271. Rồi 272 còn 2 cây. Hoành 12, chiều cao 17. Rồi. Kính bầu 19. Rồi 272. Cặp này giao lưu anh chị 300.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Dạ em xin kính chào của chú anh chị. Hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai vàng đẹp nha anh chị. Đó, cây đẹp đẹp không ha. Cây đầu tiên là cây mai tàn, mai giảo hạt green ha. Mã số đầu tiên là 110. Đó, chú anh chị nhìn ha. Quá trời cái tàn luôn ha. Đế này cũng dữ dằn luôn nè. Quá trời đế luôn ha. Này chưa mặn tới dưới nữa ha. Tại cây tàn không dám mặn anh chị. Để quá trời đế nè. Rồi đâu hoành luôn nha. Cái này cái tàn quá trời tàn. Hoành 25. Hoành 25. Này nữa em ốp tàn luôn nha anh chị. Hoành 25. Đế còn dữ lắm nha anh chị. Chiều cao 1m2. Tàn ngang chắc tầm 2m. Cũng cỡ 1m7, 1m8 đó nha anh chị. Cỡ 1m7, 1m8. Tàn ngang bự đó. Đường kính bầu 50. Rồi cây mã số 110. Rồi cái này giao luôn chị 2.500.000 nha anh chị. Bao ship cho mình luôn 2.500.000. Rồi tiếp theo cây mã số 111. Ba số 1. Cây này cái bệ thì bao hàng đẹp luôn anh chị. Chị coi cái bệ nè. Đây đấy. Quá trời cái bệ luôn ha. Rồi. Đâu anh? Hoành 33. 33 là đo đó đó anh chị. Còn dưới còn bự dữ nữa nha anh chị. Chiều cao 1m04. Chiều cao 1m04. Đường kính bầu 27. Đường kính bầu 27. Cây này thì nó có cái sẹo chỗ này nha anh chị. Đó, sẹo chỗ này nè. Rồi cây 111. Cây này thì giao lưu với cô chú anh chị là 1.7 triệu thôi anh chị ơi. Để rẻ luôn. 1.7 triệu bao ship tặng nhà luôn ha. Rồi tiếp theo 112 nha anh chị. Ồ, bài tàn cũng đẹp nha anh chị. Đây cũng có bông cũng đẹp đẹp nè chị nè. Bông giống bông đại lộc cái sợ à, cũng nhiều cánh. Nói chung là nó tùm lum cánh nha chị ơi. 5 cánh tùm lum chứ. Hoành 22. Đó cái eo là hoành 22. Chiều cao 1m24. Cao 1m24. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30. Rồi cái này giao luôn chị là 750 nha chị ơi. Bao ship tặng nhà luôn. Mã số 112. Rồi tiếp theo 113. Cây này cái cũ nha. Khá đẹp. Hoành 22. Hoành 22. Chiều cao 1m. Chiều cao 1m. Đường kính bầu 21. Rồi cây này thì giao luôn chị 500.000 thôi, bao ship luôn. 113. 115. 115. Ồ, cây này già đó nè anh chị. Già, mấy cây này già lắm nha. Mai vườn nó già lắm. Hoành 24. Hoành 24. Chiều cao 80. Chiều cao 80. Đường kính bầu 30. Rồi cây này cũng 500.000 chị. Bao ship cho mình luôn nha anh chị. 115. 117. Mấy cái mai này già chứ lắm, già nha anh chị. Cái này nó có sẹo chỗ này miếng nè, chỗ này một chút. Hoành 25. Hoành 25. Chiều cao 69. Đường kính bầu 27. Rồi để rẻ chị 450 thôi, bao ship luôn nha anh chị. 117. 119. Đang uống trời luôn, quá trời uống trời luôn anh chị. Hoành 19.
chiều cao 1 mét. Đường kính bầu 23. Rồi 119, cây này giao lưu để rẻ chỉ 400 ngàn thôi, bao ship luôn, hữu nghị cho mình chơi luôn. 120. Quành 24. Chiều cao 84. Chiều cao 84. Đường kính bầu 30. Đường kính bầu 30. Mã số 120. Rồi cái này 500 ngàn anh chị, bao ship luôn. Một hai một. Quành 22. Quành 22. Chiều cao 88. Chiều cao 88. Đường kính bầu 30. Rồi 121. Rồi cái này cũng để cho rẻ anh chị là 550 thôi anh chị, bao ship luôn. Rất là đẹp nha anh chị. 123. Cây này được cái xác nha anh chị. Được cái xác đâm chồi nhú chồi lên chứ nè. Nhưng mà nó có thẻ chỗ này thôi. Mà sảnh chứ nè, có lỗi chỗ này. Cái lỗ chỗ này nha anh chị, không biết nó tới đâu nữa nha. Đường kính bầu 23. Rồi để rẻ chị 300 ngàn thôi. Để rẻ luôn, 123. Bao rẻ luôn. 124. Quanh 20. Chiều cao 61. Đường kính bầu 23. Rồi cái này cũng 300 ngàn thôi. 124. Để rẻ luôn. 126. Cái này bị máy chém nó chặt chúng đầy con miếng. Quanh 16. Chiều cao 77. Đường kính bầu 20. Rồi 300 ngàn, 126. 127. 127. Cái này được cái cũ nha. Cũ mà bị sẹo. Hay sẹo đó. Cái cũ đã quái. 127. Quanh 18. Chiều cao 72. Đường kính bầu 19. Rồi để rẻ 350 lên chứ, bao ship luôn. 129. Quanh 24. Chiều cao 90. Đường kính bầu 27. 129 cái này 500 ngàn chứ. Cái này đẹp. 130. Gà lá quá trời luôn. Cái này để cũng hình thú nha chị, cũng đẹp lắm nha. Quanh 23. Chiều cao 66. Đường kính bầu 30. Rồi cái này để rẻ anh chị 550 thôi, bao ship luôn. 130. Xin kính chào cô chú anh chị, hôm nay xin giao lưu với cô chú anh chị cái lô mai vàng ha. Cây này cũng khá quái nha anh chị. Đó, cây này đâm chồi sống khỏe hết trơn nè, giống như hình thú luôn ha anh chị. Này để giá hữu nghị của chú anh chị ha. Cái mã số đầu tiên là 90 nha cô chú anh chị. Quành 27. Quành 27. Chiều cao 44. Chiều cao 44. Đường kính bầu 43. Đường kính bầu 43. Mã số 90. Mã số 90 nha cô chú anh chị. Đó, rồi cây này giao lưu anh chị là 800 ngàn thôi. Đó, cây rất là đẹp ha, 800 bao ship luôn nha anh chị. Mã số 92. Mã số 92. Đó, cây này cũng quái. Quanh 16. Chiều cao 29. Đường kính bầu 14. Rồi cái này 150 ngàn thôi, bao ship luôn. Mã số 93. Mã số 93. Cây okay, cũng rất quái nha chị. Quanh 14. Cây cũ dưới bự lắm ha. Chiều cao 34. Cái cũ 26. Cũ 26. Mã số 93. Mã số 93. Rồi cái này 200 ngàn luôn anh chị. Rồi tiếp theo 95. Quanh 18. Chiều
cao 20, đường kính bầu 24. Rồi đây rẻ cũng 200 ngàn thôi chị, bao ship luôn nha chị. Số 95. Mã số 96. Cây này quái à. Quái. Hoành 16. Chiều cao 14, đường kính bầu 17. Rồi đây rẻ 200 ngàn luôn chị, bao ship luôn ha. Mã số 96. Cây rất là quái. Hoành 16, chiều cao 34, đường kính bầu 18. Rồi cái này 200 ngàn thôi chị. Mã số 100. Rồi mã số 100. Hoành 15. Hoành 15. Chiều cao 40. Chiều cao 40. Đường kính bầu 20. Có sẹo đây mà lạnh chân anh chị, nhú trọi chân. Đó. Đó, xem đây nữa, nhú trọi chân. Mã số 100. Rồi 200 ngàn, bao ship tặng nhà. 101. 101. Hoành 16. Rồi cái này hoành 16. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Đường kính bầu 20. 101. Rồi này để rẻ 150 thôi, bao ship luôn nha anh chị. 101. Rồi 102. Cái này nhỏ mini kéo sẹo hết trơn anh chị. Đó. Quanh 15. Quanh 15. Chiều cao 18. Đường kính bầu 19. Rồi 102 150 ngàn thôi anh chị, bao ship luôn. Rồi tiếp theo 103. 103. Ok, đồng mạnh nó kéo được sẹo anh chị. Dữ dằn luôn ha. Hoành 15. Hoành 15. Chiều cao 29. Đường kính bầu 18. 103. Rồi cái này 200 ngàn anh chị, bao ship tặng nhà. Rồi tiếp theo 104. Cái này cũng rất đẹp anh chị. Hoành 19. Hoành 19. Chiều cao 33. Chiều cao 33. Đường kính bầu 19. Đường kính bầu 19. Rồi cái này giá luôn chị 200 ngàn thôi. 104. 105. Cây cũng bắt đầu nhún trọi chơi anh chị. Hoành 16. Chiều cao 46. Cây cũng vàng cây lắm nha anh chị. Đường kính bầu 22. Rồi cũng 200 ngàn bao ship luôn.